Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì hai anh em, ba anh em đi tìm ong các bạn. Thì 26 rồi, mai 27 rồi. Thường thường ở trên này cũng ai cũng làm một bữa cơm để gọi là nghỉ lễ cái ngày thương binh liệt sĩ đấy. Thì mấy anh em rủ nhau vào trong rừng để kiếm ong về ăn thôi. Thì đi thì có tắt suối ở dưới kia thì là bắt được một ít cá, bây giờ đem về để nấu ở trên này để ăn. Nói chung là đi thì cũng chỉ để vui thôi chứ không phải là công việc là như thế đâu, mà là để vui chơi thôi. Bây giờ sẽ nhóm lửa ở đây và nấu cơm ở đây, tí ra chỗ bóng rơm kia để ăn. Chỗ này thì nó có cái cây che rừng ấy, dùng để làm cái khá suối nhá các bác. Rồi bây giờ bắt đầu nhóm lửa lên rồi, chuẩn bị rửa con cá. Lam à? Lam mà chứ nó này kỳ ninh xí đâu. Ăn cá lam ngon nhỉ. Quân sẽ có ít cái này lắm đó. Đi lấy ớt ở trong túi kia ra đi. Chú xong. Mình phát luôn này. Một ít cá suối, một ít rau rừng, thế là thành một bữa cơm ngon trong rừng. Quá ngon, đặc sản. Đó, nhiều phết đấy nhỉ. Mỗi suối tương tố. Ở suối chừng có lo nữa. Cá suối đây các bác. Tôi có ba tay sao chân hì đi. Mình xong ạ. Cặp bà thoát hả? Bên này, ế năm quá. Em năm thế, ai dài. Rồi. Thằng mua quê á. Sạch. Đói cơm quá, ăn cơm rồi kìa. Cầu chính giữa đi, ngon rồi. Hình như là nằng chiếu của Mỹ đó đó, mình chính á. Đây, mì chính đây. À, bà đi đó. Cho một ít đi. Rồi rồi. Một ít. Hợ suối cặp ăn quá cả nãy sáng. Rửa rau anh quay tí.
Đấy, một ít rau rừng này các bác. Một khẩn bác ăn ý ngâm cái chân tiêu lại mấy cái này rồi đây. Đấy, rửa sạch một tí xong là tí nữa lại được ăn rồi. Cái đây chưa rửa đâu. Rửa rồi. Rửa á? Chú rửa á? Ăn nắng quá. Để anh. Cái này thì dễ mà, cái này nướng. Vào trong rừng là không bao giờ thiếu ăn các bác ạ. Không quay đâu. Con cua này chắc chín rồi các bác. Giải quyết nốt chú em. Ăn được rồi đấy, ngon đấy. Nhưng mà hơi nóng thôi. Cái đây hơi cháy rồi. Ăn luôn đi. Anh không ăn đâu. Anh nào? Dành cho chú rồi. Ăn cả cái vỏ nó ấy. Rồi, chín rồi các bác. Đang rất sôi mạnh ở mạnh luôn rồi. Đó. Chuẩn bị vào mâm thôi. Đem ra bên kia để ăn nha các bác nhá, ăn chỗ kia kìa. Cẩn thận nha, nóng đấy. Ôi cực ra. Ừ, vẫn còn sôi lắm, nó nóng, nó giữ nhiệt. Ừ, cái đấy nó dạng than ấy. Thôi đổ ra được rồi. Hả? Đổ ra được rồi. Nóng kinh, chứ không phải chín mà là nhừ luôn ấy. Không nhiều đâu, không nhiều đâu, hết rồi đấy. Này chắc phải... Nó bị dính à? Dao, dao. Được, vẫn tốt. Úi dồi ôi. Chỉ hơi là, hơi có ấy một tí.
Nếm nào. Vẫn tốt. Đúng, gọi dưới tàu lên. Wow, ngon chưa? Ôi. Tháo mấy, tháo mấy. Tháo mốc. Biết rồi. Rồi hết rồi. À. Rồi. Được rồi, ta vào thử thích rồi. Quá đẹp. Làm gì cả cái út. Không nhiều đâu. Thì thế là vừa đẹp đấy. Rồi mời mọi người nhá, vào đây, vào mâm đây. Bảo phơm lên. Đây thì đem từ nhà lên xong rồi. Chủ yếu là đi vào rừng giải trí các bác ạ. Chiếu á. Cứ quăng đi. Không. Ngồi lên đây có được không nhỉ? Có. Sợ nó hỏng lắm. À, cứ đi qua ghế hoàng thượng vào. Rồi, mọi thứ đã sẵn sàng các bác. Giới thiệu với các bác, đây là những cái món dâu rừng đặc sản. Nó có thể là những cái bài thuốc quý của mọi người đấy. Nhưng mà bọn em không biết mấy, chỉ biết ăn thôi. Nó có thể chế qua những cái cách, xong rồi ăn làm thuốc được. Hạ ý với men xe nắng ấy. Men nắng mẹ đẻ. Thì có bắt tải thả nguyên á. Một men quá ác chưa? Men. Rồi, mời tất cả các bác nhá. Ở ăn nắng. Mua ai kia kìa. Ai kia này. Ai kia cũng thật. Mời mọi người nhá. Mặc kia nào. Ai kia kìa. Ai kia nói. Sao với mini đi kìa. Mặc kia. À, các bác xem món cá suối lam ống tre các bác. Cái này thì nói chung là thường xuyên ăn khi đi vào rừng ấy. Suối vào rừng gì ấy. Đúng rồi. Không hợp đấy. Có đúng không nhỉ? Không đúng. Không đúng đâu. Đúng rồi. Thế mà ép ép rồi không chứ thế này? Chứ. Ăn miếng khốn. Miếng khốn quá nè. Còn khi nuôi đó. Ừ. Không sao đâu. Rồi bây giờ em xin phép tắt cam nhá. Nào một thìa cho mọi người xem nào. Chú lại mang thìa, ôi không múc được à? Múc được.